マジでうまいやん。新茶をたかもぐ、みんたらかずこんよ、ダボウィッシュ、やー、新茶もぐ、ほえほん、やんないら、らんじ、おにゃ、みん。Là không có việc làm đặc biệt ở nhà ngủ thôi. Chim chim, lần này là Kazuzu Kitten. Yeah 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 yeah. Lần này Kazu sẽ nấu ăn là gà xào xả ớt. Không, gà xào xả. Mình không thích vị cay, không bao giờ mua ớt nha. Quên điều chim chim này là đuôi gà đó. Đi mua sắm siêu thị không có nhiều đồ nữa, em chỉ mua đuôi thỏi thôi, hầm tây đặc biệt nhé, xả đó, gà xào xả ớt là rất dễ nấu ăn được nha. Nghe nói là trước khi nấu ăn thịt gà này thì sẽ nên rửa đúng không ạ? Rửa thì sống ở Nhật Bản thì mình không nghe, không bao giờ nghe như thế này á. Tiếp hả? Không biết tiếp phải không? Mình nghe rồi. Bự quá. À, cắt nhỏ hơn nha. Và mọi người ơi, là dịch Covid-19 này là làm gì á? Mỗi ngày mình phải tìm nấu ăn á, nhưng mà không muốn nấu ăn nữa nha. Mình nghĩ là mệt của mọi người á, là cũng nghĩ như vậy á, mệt chắc chắn mỗi ngày đều nấu ăn cho gia đình của mình nhá, vất vả nha. Mọi người cũng phải ở nhà nên có nhiều thời gian nên phải giúp gia đình của các bạn cũng sẽ là vui nhé. Hãy nấu ăn thử để giúp gia đình của mình nha. Ok ha? Yay! Nước mắm nè. Và xem nước mắm. Ok, hai thìa. Không biết tùy người ok. À, chết rồi. Tất cả uống nha. Chỉ xem nước mắm thôi thì chắc chắn là vị đậm nha. Nên cũng sử dụng đường nữa. Mỗi mùa nha. Khi nấu ăn phở xào thì không có, chưa có đường nên hơi đậm mẹ nhá. Cái này mua rồi nên chắc chắn ngon hơn. Chích. Xem cách làm món ăn này trên màn TV là sử dụng nghe bột nha. À không, à, trên màn đó được viết là sử dụng là bột kari nè. Nhưng bây giờ không có nên sử dụng nghe bột nha. Nó nhìn chút xíu thôi. Cái này phải ngâm 20 phút nè. À, tiếp theo cách xả củ nha. Năng lực nấu ăn của mình là top nè, top. Không thể nấu ăn nhiều loại món ăn nè. Thường ăn là mì gói. Món ăn hamburger, sashimi, sushi. Món ăn ngon. Thôi. Món ăn của Kazu cũng ngon, nhưng mà không phải hoa khảo nữa. Món ăn của các nhà hàng là ngon hơn, siêu ngon. Tiếp theo là mình thích là hành tây nên lần này cũng sử dụng nha. Cũng sử dụng tỏi nha. 3 tuần, 2 tuần á. Không nói chuyện với ai à. Buồn á. Là trắng á. Và không nhỏ tiếng Việt và tiếng Nhật nha. Và thi toán á. Là học chém mạnh nha. Học với chỉ người Việt Nam thôi á. Sự thật là hiện nay nói tiếng Việt nhiều hơn tiếng Nhật nha. Nên thường nói tiếng Việt em một mình. À, kiểu là nani wo shiyou kana? Kiểu nani tabeyou kana? Nani? Tsukuru? Mendokusai. Dozuru? Oneru?
오네요이거태어나냐날간날간디냐người sống một mình ơi. Hiện nay làm gì sẽ nói chuyện với Kazu đi nha. Mọi người chỉ các nào bằng hoặc là người Việt Nam hiện nay làm gì là chỉ cho Kazu đi nha. Kênh YouTube của Double Wish là thường đi nhà hàng để ăn ăn thứ món ăn Việt Nam, nhưng mà bây giờ là không đi được nhá, nên rất buồn. Nên hiện nay Kazu nào ăn thử món ăn Việt Nam, nhưng mà không biết nhiều món ăn Việt Nam. Em chỉ cho Kazu đi nha. Vừa nói chuyện với trên mạng, vừa Kazu nấu ăn. Nếu ok thì hãy comment đi nha. Yoroshiku onegaishimasu. Là phải bỏ muối tiêu chăng? Hai thìa dầu nha. Hai thìa. Dầu, tỏi và xả nha. Và lần này sử dụng là hành tây. Xào cùng nhau nha. Ôi, hay quá. À, không. Không quá. Xả củ nha. À, không quá. Tại vì là có nhiều người á, là thơm nha. Là mùi của xả củ là rất ngon. Nên mình thích, mình cũng thích là nghe học tỏ nha, là rất ngon. Là thịt gà này là hơi bự nha, à, cho nên là cần nhiều thời gian để xào thịt nha. Không sao nữa. Mặc đồ bộ từ chương trình trước nha, là nhiều người thích. Nhiều người không thấy à, rất đẹp, đúng không? Dạ, cảm ơn. Mong đi izakaya cùng với bạn bè của mình nhé. Sau khi sẽ xong giãn cách xã hội này thì mọi người cũng đi nhậu nha. Ok không? Món ăn nào cũng ok. Nếu sử dụng Grab thì mình sẽ đi được đâu nha. Mọi người giãn cách đi nha. Xin lỗi, nếu là Bình Dương thì khó đi. Đồng Nai thì cũng khó đi. Thành phố Hồ Chí Minh là ok, nhưng Bình Thắng là khó đi. Thôi sao? Mặc dù có Grab thì những cũng khó đi. Xong rồi. Mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Có vẻ ngon đúng không? Thơm! Đến bây giờ, hoàn hảo. Quan trọng nhất là cái này là ngon hay không? Ăn thử nha. Hành tây và xả là bị cháy nhiều. Nhưng mà mọi người biết hả? Hành tây là bị cháy nhiều thì ngon hơn nhá. Nếu xào nhiều thời gian sẽ bị ngọt. Wow, bề ngoài là hoàn hảo nha. Ngon quá. Khi ăn cà xào xả ớt thì chắc chắn cùng ăn cơm chán ngon hơn nữa. Bam bam chấm chấm. Ngon. Thịt gà này là không phải cháy và mềm nữa, là có nhiều nước nữa, à, không khô nữa, em rất rất mềm. Nước mắm nhiều nữa,
hương cỏ đường thì chắc chắn là ngon nữa. Vẫn còn có hương vị xả, em cảm thấy là ngon nữa. Vị này là vị giống như là vị teriyaki nhỉ? Tại sao sử dụng nước mắm và đường thì sẽ trở thành vị teriyaki nhỉ? Hôm nay ở Nhật Bản có chương trình trào lưu nấu ăn, chương trình đó nấu ăn Mugen Meshi. Mugen Meshi là nếu có món ăn đó thì chắc chắn không thể dùng việc ăn nữa. Chắc chắn sẽ ăn món ăn đó mãi mãi. Gà xào xả ốc của Kazu là Mugen Meshi, không thể dùng việc ăn món ăn này. Là chắc chắn ngon. Bây giờ là nở rồi nhưng mà không thể dùng. Siêu 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 ngon. Sức đông. Rất ngon. Mẹ ơi, mình nấu ăn rất là giỏi. Có thể là bây giờ là mình là nấu ăn tốt hơn mẹ nhà. Ok rồi, cái là nấu ăn đơn giản, dễ lắm. Nên mọi người hãy làm thử gà xào xả ốc cho gia đình nha. Cảm ơn đã xem chương trình này nha, Kazu's Kitchen. Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Và hơn nữa sẽ comment Kazu đi nha. Bye bye. Hẹn gặp lại nha. Like and forget.